nguồn gốc 100% là thiên nhiên để giúp cho mọi người đó là đẹp toàn diện. Cái thứ hai nữa, mình là chuyên viên quản lý dược gần 30 năm và riêng bản thân tôi thì lúc trước mình không được gì đâu. Đúng là tại vì khi 12, bỏ 12 giờ trưa có khi anh em rủ đi đánh tennis, dưới rồi làn da nó bị đốt cháy, rồi khi thức đêm mình đi công tác nhiều cũng bị mụn, nên đến nay tôi sử dụng cũng chưa được nhiều nhưng thấy nó cải thiện rất tốt. Tất cả trên cõi đời này, đặc biệt là phụ nữ nói riêng và nói chung là kể cả nam giới, không ai muốn mình sống. Phải vậy không? Tất cả đều muốn mình đẹp hết. Vậy tại sao nam giới không được sao? Bây giờ người ta có nhiều cái spa, nam giới vô rất nhiều. Do đó nam vẫn xài tốt. Mà khi mà bà vợ tự hào khi có ông chồng đẹp trai, mà ông chồng rất là hãnh diện khi có bà vợ đẹp gái. Như vậy thì tất cả chúng ta đều xài được. Là người kế bên tôi đây là chị dược sĩ Bùi Thị Bạch Lo, chị Lương Y, Võ Thị Liễu, bác sĩ Trần Văn Phúc, anh Trịnh Văn Tân là giám đốc cơ sở sản xuất mỹ phẩm Vĩnh Tân, thêm nữa là dược sĩ Nguyễn Văn Tài. Thì mong chị Liễu giải đáp. Đó là theo như nhiều người nói là cái kem này sử dụng thì hiệu quả nó nhanh quá. Cái thứ hai là trong vòng khoảng 10 ngày thôi là bắt đầu thấy trắng ra và những vết nám nó giảm đi rõ rệt. Nhưng không biết rằng cái nếu mà trắng nhanh như vậy nó có chất tẩy hay không, và nếu mà sử dụng lâu dài nó có ảnh hưởng gì không hả chị Liễu? Thì qua cái câu hỏi vừa rồi của khách hàng, sau 10 ngày mà nó trắng nhanh thì họ nói câu dân gian người ta thường nói dục tốc thì bất đạt, có người thì lo lắng và rất là nhiều câu hỏi ở đó. Thì hôm nay Liễu sẽ nói và cam đoan một điều, ở đây hoàn toàn mỹ phẩm mình không có chất độc hại vì được Sở Y tế công bố chứng nhận cái sản phẩm của mình. Nhưng mà lý do cho nó trắng nhanh sau 10 ngày đó là một nguyên nhân Liễu đã nghiên cứu là để cho cái cách dùng. Cho nên so với cái sản phẩm ở thị trường thì cái cách dùng của cái sản phẩm Vĩnh Tân á, nó khác hơn mọi cái mỹ phẩm ở trên thị trường. Vì nó không có chất tẩy mà nó làm trắng nhanh là nguyên nhân mình cho giết chết tế bào bằng độ ướt. Cái B1 á, là cái bước 1 là mình chế biến bằng tinh chất nhuộm trơm. Thì cái độ ẩm này nó rất là cao, nó được chống nắng. Thay mình lấy cái độ ẩm này mình xài luôn ban đêm và 2 ngày đêm liên tục như vậy cho những cái lứa tuổi vậy thì 2 ngày đêm thôi thì tế bào nó sẽ bị chết. Chết vì cái độ ướt. Giống như con người ta mà cái một cái làn da mà ngâm xuống dưới nước mà lâu quá thì cái tế bào này nó sẽ bị héo đi và khô. Khi mình lấy lên trên mặt nước thì cái bị khô, chết do cục độ pH đó. Thì cái mỹ phẩm này liệu cho giết chết tế bào bằng độ ướt. Nếu người lớn tuổi từ 40 độ lên mà da bị sần sùi rỗ nhiều, mụn nhiều thì liệu cho 4 ngày 4 đêm, là những người nám nhiều là phải dùng cái B1 á, phải 4 ngày đêm. Còn trong cái hướng dẫn là mình để 2 ngày đêm là mình để chung chung cho một sự an toàn những cái tuổi mà dậy thì từ 14 tuổi đổ lên. Và nó có nhiều cái cách để mà chỉnh sửa, đó là do cách sử dụng mỹ phẩm. Chứ còn mỹ phẩm mà có chất tẩy á, chất tẩy mạnh á, thì bạn bôi kiểu gì thì từ từ nó cũng trắng ra. Nhưng riêng mỹ phẩm Vĩnh Tân thì không có thể trắng từ từ, mà nó làm xấu đi trong mấy ngày điều trị. Bởi vì cho mấy ngày đó mình giết chết tế bào bằng độ ướt này. Sau 10 ngày nó loại bỏ tế bào đó ra thì nó có một làn da đẹp hẳn. Người ta thấy đẹp hẳn, đang xấu xong rồi ngủ một đêm sáng ngày rửa mặt nó đi ra. Thì người ta đẹp hẳn đó, người ta rất là ngại, người ta rất lo sợ vì nó để lại một tế bào non rất là mịn màng. Họ thấy đẹp thì họ mừng, nhưng họ còn thắc mắc ở đó. Liệu biết thì những cái câu hỏi này thì hôm nay Liệu trả lời các bạn cũng ghi nhớ. Đó là giết chết tế bào bằng độ ướt và loại bỏ đi. Sau 10 ngày thì bạn sẽ có làn da như ý. Người thì kết quả 70-80%, người thì 50%, người 30%. Tại sao phải như vậy? Là do cách dùng của mọi người thôi. Từ hiệu quả cho đến kết quả, chứ không thể nào mà vô hiệu dụng theo cái cách dùng hướng dẫn nếu đúng. Rồi, cảm ơn chị. Còn một câu hỏi nữa thì dành cho chị dược sĩ Bùi Thị Bạch Loan. Đó là nếu như mà chúng ta mà dùng lâu dài á, thì nó có ảnh hưởng gì không chị? Xin thưa anh,
là sản phẩm của Vĩnh Tân, thì như là anh giám đốc Tân cũng như là chị Liễu đã chia sẻ với chúng ta là nguồn gốc 100% là thiên nhiên, không độc tố, không tác dụng phụ, và trong cái quá trình mà sử dụng thì đã là thiên nhiên là an toàn, tức là nó cũng giống như những cái loại dưa leo, cà rốt hoặc là những cái loại đắp mặt nạ thường xuyên vậy. Cho nên là khi mà chúng ta sử dụng thường xuyên thì da chúng ta sẽ đẹp chứ không có tác dụng phụ và cũng không gây cái vấn đề gì ảnh hưởng tới da. Cảm ơn chị. Nhưng mà nếu như mà mình đang sử dụng mà mình bắt đầu mình ngưng thì nó có vấn đề gì không ? Tại vì có rất nhiều loại kem như ở ngoài thị trường như kem trộn chẳng hạn, thì chúng ta dùng một thời gian lâu dài thì chúng ta thấy nó rất là đẹp, nhưng khi ngưng á, thì da bắt đầu nó xuống sắc và nó xấu đi rõ rệt. Như vậy thì cái này mình có ngưng có sao không chị? So với những cái loại kem mỹ phẩm ngoài thị trường thì đặc biệt là kem trộn thì trong đó nó có những cái corticoid có tác dụng là làm tẩy rắn da, và khi mà chúng ta ngưng thì dưới cái ánh nắng mặt trời ở Việt Nam này nó có thể gây nám trở lại. Còn riêng sản phẩm của Vĩnh Tân thì là thiên nhiên, thì tất cả những cái khoáng chất này sẽ nuôi da chúng ta. Chúng ta tưởng tượng là nếu như mà mỗi ngày chúng ta được đắp tảo, chúng ta được đắp dưa leo thì rất đẹp, và nếu như chúng ta bỏ một thời gian chúng ta không đắp nữa thì làn da vẫn bình thường, nó không đẹp như chúng ta đắp thôi chứ nó không gây tổn hại. Bởi vì khi mà chúng ta chăm sóc thì những cái khoáng chất trong cái mũ trơm này sẽ nuôi da chúng ta để cho chúng ta khỏe hơn và chúng ta đẹp hơn chứ không có tác dụng phụ. Dạ, rồi. Cảm ơn chị nhiều. Chị Liễu có một khách hàng thì đặt cho chị những câu hỏi sau đây nè, là nếu như khi mà chúng ta đang sử dụng thì bắt đầu nó có những hiện tượng là đỏ nè, rồi nổi mụn và mẩn ngứa, thì có đó có phải là những hiện tượng nó gây kích ứng hay không, bị kích ứng hay không, và nếu như không thì tại sao nó lại nổi như vậy, và cái cách xử lý như thế nào, có tiếp tục xài tiếp hay sao ? Các khách hàng mà dùng sản phẩm Vĩnh Tân trước đây cũng đã từng hỏi với Liễu rất là nhiều câu hỏi này, nhưng Liễu đã giải quyết nói chung là toàn bộ 100% đều được cải thiện đẹp. Những người mà xài trong 5 ngày, 7 ngày mà nổi mẩn, nổi đỏ lên hoặc là dị ứng, bên Tây y của mình dùng những cái từ ngữ là nó là hàm uất ở trong da. Những cái biểu hiện hàm uất ở trong bên trong của làn da thì nay được bóc cái tế bào chết ra thì những cái đó nó sẽ đẩy lên và tiếp tục bôi, nó sẽ làm lành rất đẹp sau 10 ngày. Còn cái hiện tượng mà mới thoa vào mà nó ngứa ngáy đổ lên, đó là hiện tượng dị ứng da. Để chúng ta có một cái sức khỏe tốt và một làn da đẹp. Bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta đặt ra những câu hỏi cho chị Bạch Loan. Đó là mỹ phẩm bây giờ thì chúng ta dùng, thì bây giờ chúng ta lại chia theo nhiều loại da. Theo Phong được biết là có 5 loại da cơ bản, đó là da thường nè, da khô, đúng không? Da nhờn, da hỗn hợp và da nhạy cảm. Thì bây giờ không biết là cái mỹ phẩm Vĩnh Tân của mình là có phù hợp cho tất cả mọi loại da hay không, hay là có chống chỉ định cho loại da nào không chị Lo? Kính thưa quý vị, thì trong thị trường thì có rất nhiều người sử dụng sản phẩm chúng ta, và tùy theo loại da, có những cái loại da như là dễ mẫn cảm với lại cái sản phẩm thì họ sử dụng trong vòng vài ngày đầu tiên, có nhiều người thì có biểu hiện là ngứa, có nhiều người cảm thấy là bị đỏ lên, và cũng có nhiều người là thì trong cái quá trình sử dụng nếu như mà chúng ta muốn đẹp thì chúng ta phải kết hợp thêm cái dạng là chống dị ứng, ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng kết hợp với thuốc tây trong cái quá trình mà điều trị trong cái 10 ngày đầu tiên đó, thì khách hàng có thể sử dụng cái loại chống dị ứng như là những cái loại chlorophyll hoặc là những cái dạng mà thuốc vitamin C mình dùng để cho nó giới hạn cái dị ứng da. Nhưng mà trong quá trình dùng đó thì chúng ta phải liên tục dùng tới 10 ngày để cho nó có cái làn da đẹp. Không hiểu là cái sản phẩm mình có thành phần chống nắng hay không, và khi mình đã sử dụng sản phẩm của Vĩnh Tân rồi, da trắng rồi, thì mình có cần ra ngoài là chỉ che chắn bảo vệ hay là sử dụng thêm sản phẩm chống nắng không ạ? Thì riêng cái sản phẩm Vĩnh Tân cái độ ẩm của cái bổ trơm này nó lại làm ẩm da và có tác dụng chống nắng, cho nên những người phụ nữ đi ra nắng, đặc biệt là khí hậu Việt Nam ở mùa này thì rất nắng, cẩn thận thì chúng ta thoa B1 vào để tác dụng làm ẩm da và chống nắng. Bên cạnh đó chúng ta nên bảo vệ bằng khẩu trang để chúng ta có thể đi ngoài đường mà không bị ánh nắng mặt trời làm ảnh hưởng làn da của chúng ta. Đó là cách tốt nhất. Cảm ơn.